Anh sớm ghê nhỉ, chào em, chị giao hàng. Dạ kêu thì mang tới đây. Giang vừa bữa chạy bộ. Ngồi đây coi như là dễ. Chào em. Chạy vội ra. Thấy em tôi giới thiệu mà chị chào em. Thấy giới thiệu mà này hát chị chạy vội ra nhưng mà đã hết số rồi để quay thì chưa phải. Thế nào đây? Nhiều cây văn nghệ.